Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng: tiết lộ chiêu thức cám dỗ người khác của các thành viên nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Cách thức mà thủ lĩnh nhóm này dùng để mê hoặc các tu sĩ. Kính thưa quý vị, sự kiện nhức nhối trong lòng giáo hội những năm qua đó là hoạt động của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc ở Lâm Đồng. Tiếc thay, ngoài ra Vạ Tuyệt Thông nhóm này, giáo quyền sở tại không thể làm gì khác hơn. Còn chính quyền, tới nay chưa giải tán được nhóm này sau nhiều lần triệu tập, làm việc. Mới đây, tiết lộ cách thức mà nhóm này chiêu dụ những tu sĩ, linh mục và giáo dân tham gia vào nhóm này, rất ma mãnh. Gần đây tôi thấy có mấy bà sơ thật với sơ giả lên mạng cầu nguyện và bộc bạch hết những điều thầm kín cho thiên hạ biết, thay vì chỉ một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Nếu đơn thuần chỉ là cuộc thi cầu nguyện để cộng đồng mạng bình chọn và trao giải những lời cầu nguyện hay nhất thì tôi không dám bàn vì đây là một cuộc thi. Nhưng nếu nó là cách làm màu cho thiên hạ biết về mình thì xin hãy dừng lại. Bởi Thiên Chúa không chấp nhận những kẻ khoe khoang như thế. Lời của Chúa Giê-xu đã nói rõ sau đây. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Như vậy, các thành viên của nhóm Nguyễn Thị Thương có cầu nguyện hay xưng tội một cách vô duyên trên mạng, hoặc khoe đọc nhiều chuỗi kinh trong một ngày và phô trương việc ăn chay hãm mình, thì cuối cùng cũng chỉ lãnh được một con số không tròn chỉnh, vì Thiên Chúa không ưa thích như thế. Ngoài chuyện khoe các kiểu lố bịch ở trên mạng, thì những người lên đánh bóng cho Nguyễn Thị Thương hay bênh vực rằng nhà Chúa Cha khuyên ăn chay, cầu nguyện, đi xưng tội, siêng năng đi lễ và rước lễ, nên không phải là lạc đạo hay là đến từ ma quỷ, vì ma quỷ nó không khuyên những điều tốt như vậy. Đây là một sự lầm lẫn tai hại, bởi Chúa Giê-xu đã nói rằng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy, sẽ có nhiều Kitô giả xuất hiện. Mà đã là kẻ mạo danh Chúa, mạo danh Đấng Kitô thì nó không bộc lộ sự dữ ra bên ngoài cho người ta thấy để đề phòng. Trái lại, nó ẩn nấp dưới một sự tốt lành giả tạo để dễ bề lừa gạt người ta. Nó khuyên người ta đi xưng tội đấy, nhưng hỏi rằng những người đi xưng tội có xưng cái tội đi theo nhóm lạc đạo của Nguyễn Thị Thương đã bị giáo hội cấm hay không? Nếu không xưng tội đó ra mà cố tình giấu giếm thì đã làm hư bí tích giải tội rồi. Hoặc nếu có xưng mà không chừa cải, không phục lời khuyên của vị linh mục đại diện cho Chúa mà từ bỏ tội thì cũng bằng không. Như vậy có xưng đến 1000 lần thì tội vẫn còn y nguyên vì đã không thật lòng. Rồi sau đó nó khuyên người ta lên rước lễ, nghĩa là nó đang khuyên người ta xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Vì tình trạng tội vẫn còn mà lên rước lễ thì chẳng khác nào tự rước lấy án phạt cho mình. Đến đây thì các thành viên đã biết được lời khuyên tốt lành của ma quỷ rồi chứ. Bây giờ bàn về chuyện lạc đạo của Nguyễn Thị Thương, bởi nó là nguyên nhân làm hư các bí tích như kể trên mà nhiều người vẫn không biết, cứ bênh vực cho nó. Nguyễn Thị Thương được sinh ra trong một gia đình có 8, 9 người anh chị em. Không ai trong gia đình này có biểu hiện hoang tưởng đòi làm tổng lãnh thiên thần như Nguyễn Thị Thương. Chuyện Nguyễn Thị Thương tự phong cho mình là tổng lãnh thiên thần Thiên Thương, là thiên thần nhập thể làm người, thì đây là một điều sai lạc không có trong giáo hội Công giáo. Nguyễn Thị Thương còn tự phong cho hai đứa con gái út làm tổng lãnh thiên thần Thiên Mai Hoa và Thanh Mai. Nguyễn Thị Thương tự phong cho mình là thư ký của Chúa Cha. Nguyễn Thị Thương bắt các thành viên phải xác tín vào mình, phải tin quỷ nói lời Chúa, vân vân. Tất cả cho thấy nó không thuộc giáo hội Công giáo và vì thế nó không thông công cùng hội thánh. Ai đi theo Nguyễn Thị Thương thì đã mắc vạ tuyệt thông tiền kết vì lạc giáo, ly giáo. Cần phải đi xưng tội thật lòng và hối cải thì mới được tha, không thì sẽ mãi ở trong tội như đã nói ở trên. Trong một video số 536 tập 1,
Nguyễn Thị Thương đã thừa nhận những hành vi rất tội lỗi của mình trước kia. Không những thế, có các nhân chứng đã rời khỏi nhóm còn cho tôi biết, Nguyễn Thị Thương thừa nhận với một tốt thành viên kỳ cựu rằng vợ chồng Nguyễn Thị Thương thường coi phim xấu đến 1-2 giờ sáng và đã từng chơi bùa ngải trong công việc làm ăn kinh doanh trước đây. Hiện tại các nhân chứng sống vẫn còn đó, ai có nhu cầu xác minh thì tôi sẽ kết nối dùng. Vậy thì một vị tổng lãnh thiên thần nhập thể làm người mà lại đi chơi bùa ngải được sao? Chắc chắn cái chứng hoang tưởng của Nguyễn Thị Thương có liên quan đến việc chơi bùa ngải tự rước quỷ vào mình trước đây. Nên bây giờ Nguyễn Thị Thương đưa ra những tín điều sằng bậy buộc những kẻ đi theo phải tin, rồi hùa nhau kiêu ngạo chống đối lại thẩm quyền của giáo hội. Các thành viên đừng tưởng cứ đọc kinh nhiều như con vẹt là không bị lạc đạo. Lạc đạo là do những thầy dạy giả hiệu, những ngôn sứ giả, những tiên tri giả lừa gạt người ta đi theo chúng, dẫn đến bất phục tùng giáo hội và không còn lãnh các ơn ích từ giáo hội. Đây là cách khéo léo của ma quỷ dẫn dắt người ta đi theo nó mà không mấy ai phát hiện ra. Ma quỷ nó giả danh Chúa y như thật đấy. Nhưng ai tin và đi theo nó thì cuối cùng thuộc về nó mà thôi. Thế nên các thành viên có lên mạng bênh vực cho Nguyễn Thị Thương và tung hô thiên thần thiên thương thì cũng không cứu được linh hồn mình. Tất cả đã nằm trong công trình của quỷ. Vì là công trình của quỷ nên Nguyễn Thị Thương bắt mọi người đi trong công trình này phải tin rằng quỷ nói lời Chúa và tin vào Nguyễn Thị Thương là thiên thần nhập thể, là thư ký của Chúa Cha. Cái xảo quyệt của ma quỷ là như thế. Lời của cha giáo Nguyễn Khắc Hy lên án mạnh mẽ vẫn còn đó, không có thứ gì giống thứ thật cho bằng thứ giả. Các thành viên còn tỉnh táo thì hãy quay trở lại với giáo hội để được thông công và lãnh các bí tích cách chọn. Đừng chạy theo thứ giả giống như thứ thật nữa. Ma quỷ nó lừa mình đấy. Tác giả Đỗ Việt, trích bài viết cho các thành viên nhóm diễn trò quỷ Bảo Lộc, phần 125. Nguyện xin Chúa soi sáng cho giáo hội của Chúa. Amen. Xảo quyệt của ma quỷ là như thế. Lời của cha giáo Nguyễn Khắc Hy lên án mạnh mẽ vẫn còn đó, không có thứ gì giống thứ thật cho bằng thứ giả. Các thành viên còn tỉnh táo thì hãy quay trở lại với giáo hội để được thông công và lãnh các bí tích cách chọn. Đừng chạy theo thứ giả giống như thứ thật nữa. Ma quỷ nó lừa mình đấy. Tác giả Đỗ Việt, trích bài viết cho các thành viên nhóm diễn trò quỷ Bảo Lộc, phần 125. Nguyện xin Chúa soi sáng cho giáo hội của Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.